Gì kỳ vậy? Về đó mất. Trời ơi, học viên kiểu gì vậy, lại nói chuyện điện thoại xong đi về vậy chứ. Không được nha, gần đi Mỹ rồi nha. Nay học mai nghỉ có đi Mỹ. Trời ơi, học viên rồi nha. Cái phụ này to tiếng quá, đến Mỹ ta còn nghe ra kìa. Chẳng có được. Như thế này. Trời ơi. Ủa, xe vậy đó hả? Xe gì trời, có 100 người xem đó chị. Nó không like nhưng mà nó có 100 người xem. Bé Quyền ghi gì cơ? Giọng rất dai tầm và lâu cá. Bé Quyền sao buồn quá vậy cơ? Nha, nó xì. Thất tình không? Không có, sức khỏe đang ngọt không ổn. Giáp sĩ Quyền Nguyễn Nhi Bảy Nhi Lâm Thể Đất An hả cô? Bé không được. Đúng không? Thấy chị đi không? Chị nước ra nhớ xong đi. Nhớ xong đi tát mà nội. Về hết trơn. Người yêu này bỏ tôi đi một tháng trời, thằng chi không biết nữa, vợ móng xấu banh nhà. Xưng tháng nữa kìa. Em lùi được cái trái chanh, em lùi được cái vỏ nữa. Em cầm kìa nó cứng hơn. Cái này cũng hiểu. Cái này cũng chưa được. Mất 4 tháng trời, ok. Mất 4 tháng trời mà không làm được. Vô đây sớm là được. Ở học bên kia 4 tháng rồi. Chưa cắt da được. Chứ làm gì vậy? Dễ ăn gì? Dễ được. Dễ là ăn dễ là. Mê dễ thôi. Dễ học lẹ. Đúng là các nhà khó nhất ta thấy rồi. Ồ, chính xác. Chị kêu mấy đứa lùi ha. Lùi thì nó mới bước xuống cộng da. Chuyên nghiệm 2 năm cũng làm. Chị kia đi về cho lấy mắt kiếm nè. Chị làm sao? Có visa đi Mỹ rồi đó. Mà cúp cua hoài. Em sợ nó chọt cái tay nó vô là nó phạm. Không em đã tốn tiền học rồi. Là em không có chọt. Mà em phải lấy ra cho được. Trời gọi chị. Alo. Cái ai vậy không? Chị chỉ cho mấy người bên nước ngoài người ta còn lấy được nữa mà. Dạ em đang làm à. Dạ không. À tại vì nhà em mua chung cư rồi chị. Cảm ơn chị. Này mấy tháng không làm.
có gì vậy? Em gọi lại chị nha, tại em đang làm. Ta sơn khách vui này, thợ sơn thợ vui. Nó vui lắm nha. Vui màu nào sơn khách vui. Ba chục người xem. Một bữa lúc trước mỗi lần like là mấy trăm người, đâu có không like. Mất tương tác. Đâu có không like. Đã. Mất tương tác hơn. Chuyên gia like mà quên lấy tên của học viên tát vô không. Sư phụ kỳ cục ghê. Này tiên móc hư móng của tôi nữa rồi nha tiên. Nghe là rảnh rỗi xanh nông nổi. Có nhiều khóe nó bị lật em. Em thấy mệt ngủ rồi. Không ngủ được luôn hả? Hai bụng cái móng luôn này. Hai bụng mà để cho lâu vô. Phạ móng của tôi. Ít ác với thủy mà tiên à. Còn cục ở trong chả lửa luôn mà dục ở trong cho tôi. Mình ngâm đi thủy chút thôi. Đang lên nè. Mà móc không có ra cái chân mà dục mấy chân cũng chổng cho tôi. Này bị mủ rồi. Mủ không có mủ rồi, nó nằm ở dưới. Rồi nhìn mà. Nó khó chịu. Nhìn đây cái con này. Còn cục nè cưng. Thế là về về không? Này là do chị ở nhà chị lấy á. Chị lấy không có hết á. Chắc mất ở trong đây nè. Wow. Vậy mới hết. Vậy nha, vậy nha. Thấy chưa, hết rồi đó. Một bên đây. Đây, hết rồi đó. Nè bên đây mà ba móc bị sưng nè. Thấy chưa. Nhưng mà lên hết rồi, không còn máu, nó không về ra. Thấy chưa. Nè ba móc sưng cho ba lửa luôn. Ê ơi. Nè móc lên hết rồi, nó máu ra. Dạ. Yeah. Thì nó thấy là nó tội, nó đau, nó xin. Chị này lúc trước chỉ làm nail mà. Không, kiếp trước làm nail. Kiếp trước, kiếp trước. Nó đang xin. Ừ. Nó học ngay từ đầu. Ta nói đầu dây mối nhận. Này đụng tới là bà thuốc. Đúng không? Nó còn non quá mà. Nhung miệng chị lấy khé gắt chổi. Hả? Cảm ơn bạn. Người đẹp đi ha. Chia sẻ ai làm nail cũng giỏi hết. Chị em nào làm nail cũng biết lấy khóe hết. Lấy khóe là cái chân nó mới sạch thì ha. Để gì nó đen ha. Ngón này là dài bữa nữa nó vô một khúc luôn á bà Tiên. Rồi nó có cái cục ngay đây nè.
Bà móc lỡ dở bà bỏ tôi, bà bỏ vô cho tôi thôi. Ừ. Thấy không? Bây giờ sao? Đó chứ. Còn cục đó nó mới bị sưng á. Im rồi đó. Chết. Dài bữa nữa chế ngứa chế ra chế ra. Còn à? Thấy nàng con chọc cái máu luôn. Cái gì? Móc thêm cách rồi. Thấy lắm con. Chị là hy hữu. Chị thế nào khách móc mà nó nát hết ở trong đây. Rồi, được chưa? Còn nữa hả? Khách nó yêu cầu dữ quá. Móc thì móc chứ không có bị sâu khóe nha các bạn. Được rồi Tiên ơi, móng non của Tiên đó Tiên ơi. Thốn ha. Thốn vậy? No. Vậy mới chịu. Hết rồi không? Có ai biết sao mà mình like trên sớm nail không được không các bạn? Mình ghi sao cho mình được like các bạn? Thì phải thăng nữa. Phải thăng nữa hả? Thăng rồi. Theo cái thăng nè, sớm nail dấu gạch xong rồi hướng đọc. Cắt da trong rồi lấy khóe. Kỳ ta. Vì đợi bài gì của nó sao? Nó phải gì nó mới cho mình đăng. Đâu mình quay live mà. Quay trực tiếp. Cả nhà có ai biết chỉ về mình nha. Cái đó phải dịch ngược lại. Có nghĩa là mình coi theo cái sớ da em. Không phải cái nào cũng giật ngược mà là cái sớ da nó mọc làm sao. Cái đó phải ngược lên nó mới ra. Đúng rồi. Tại vì em thấy cái đầu nó bị dày á. Dạ. Thì em phải làm ngược lại. Bữa dưỡng hai móng đẹp chết luôn. Tháng không ra mà nói vậy thôi. Tôi nói bà đi nước ngoài không á bà Tiên à. Sáng em mới nói là chị đi ăn nè. Đỡ không? Nguyễn Thanh nhìn thấy lé khóe mà ngứa chứ. Chị cho em mỏi. Mình có da chủ yếu là mũi kiềm hay là hơn kiềm. Tùy bạn ha. Vô khóe thì mình đi bằng mũi.
người trong nghề mình làm cái các bạn dễ nhìn. Kể cho người ta thấy xem. Ngứa tay rồi, mũi hết nổi rồi. Rồi đưa bé này đi. Chà hút cái này quả nữa đúng không? Thuốc gì? Thuốc gì em? Ồ, hôm bữa em nói em không xài, mới đem về em qua xúc. Trời ơi, lỡ chia sẻ vô cái họ chung cư. Vô môn đây, cởi đi. Để có thấy cả thằng chị và hai đứa học ở chồng hả? Hay làm chồng? Làm chồng. Còn hai đứa làm ở massage hả? Đó. Đâu nè, chung cư thì làm chung chị á. Cô chị. Ok hả? Dạ. Ở chung cư bên quận 7 mấy đứa nói nè. Dạ. Bà ca thi bây giờ à? Hả? Ê bà thác ra. Bà đó bà hay bắt bẻ. Coi thôi mà xe thôi mà, chứ đâu có lấy đâu đâu. Xanh đó hả Sơn? Chị xóa xong cái này xóa này nó bị sẹo đâu, nhưng lại hàng nào kia xóa là nó xít quá, không biết rồi. Còn thời gian trước thời đó thì bán dây xe mà bán dây xe cái này đúng rồi. Coi muốn coi sơn không? Hai đứa ngồi chị chỉ luôn. Rửa đi tiên. Đây tiên. Lật bệnh là cái khăn qua đây. Chị Dung hồi cắt cho hai bạn học viên rồi. Cắt da cho hai bạn học viên. Xong học khóa khác đó chị, khóa đó xong cái em học khóa vẽ đắp bò, xong tới 4 tháng qua, 4 tháng không có ôn, cái giờ mới ôn lại, nhát cũng nhát luôn, cắt cho người thật rồi, không chảy máu mà cũng còn nhát, sợ người ta chảy máu, có rồi đâu, lỡ chảy máu rồi lần sau không chảy, em cắt cho em gái em. Có chảy máu không? Không. Tháng nay không cắt. Là chúng ta. Bao tay khi ghê không cắt. Trước. Em mê vẽ. Gì nữa vậy? Bị hoài mà không sợ. Mình chơi với con. Đúng rồi. Treo quá thì chừa chỉ đi cồ sơn bằng cách khác, còn sơn thường mình sơn loại theo cái kiểu khác.
chứ sơn thường mà sơn giống như treo không có được. Ừ, nó sẽ như vậy. Coi trong trường mình thấy cẩn trọng mình ha. Học đó là học mấy người vừa làm vừa dạy á, các em học vậy ha. Thì chị đã thực hành rồi, chị chỉ nó dễ hơn. Nó hỏi khó quá bỏ qua nha Tiên. Bả giỡn mà. Bữa bả xuống đi ăn sầu riêng ở ngoài Bến Tre đó 19.000 ký. Ăn ngon không Tiên? Ăn ngon. Tự khui hay sao người ta khui? Mình khui người ta cũng được, mình rửa cái nào mình rửa nguyên nấu như hôm xưa. Tại vì sầu riêng nó ngọt mà. Dạ đem về 50-60 ngàn nữa chị. Dạ, dạ. Người ta thiếu giống á, người ta mua họ mua giống. Em hay bị chàng chàng là em bị chàng là em chưa có điều khiển được cái cọ. Em lấy nước sơn thì chưa có đều. Ở trong đó nó đâu có dạy em dính nước sơn đâu cưng. Tới cái này là mình rung cái. Không sao qua chị dạy lại từ đầu. Mình sơn treo thường không thôi. Sơn treo này là éo không? Có ai giờ mà không kịp không? Có nhiều bạn nó sơn bị lem quá trời, hôm bữa mình có chia sẻ. Có nhiều bạn nhắn tin kêu mình like á, mà mình mấy nay bận quá không có like, giờ mới like cho cả nhà xem. Đó là tùy hứng ngẫu nhiên chứ không không có hẹn giờ trước. Xám lắm chú. Ok, finish. Bye bye.